tài liệu từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03, khoảng tháng 5 năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Bắc Giang. Do thời điểm này trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp kit test có giá thấp hơn giá của Việt Á, tránh việc cạnh tranh như đã xảy ra tại tỉnh Hải Dương. Ngày 13 tháng 5 năm 2021, Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á cùng Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Việt Á đến Công ty Phan Anh gặp và trao đổi với Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Phan Anh về chính sách bán hàng của Việt Á. Phan Quốc Việt nói với Văn, mặc dù CDC Bắc Giang có nhờ Việt Á hỗ trợ chống dịch, nhưng việc bán hàng sẽ chỉ bán cho CDC Bắc Giang thông qua Công ty Phan Anh, chứ không bán trực tiếp cho CDC Bắc Giang. Việt và Văn thống nhất, Việt Á sẽ chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Công ty Phan Anh theo tỷ lệ 40% trị giá hợp đồng nếu Công ty Phan Anh nhận hàng hóa là kit test, chi tỷ lệ 30% nếu Công ty Phan Anh nhận bằng tiền. Sau đó, Văn đưa Việt và Hiệp đến CDC Bắc Giang để gặp ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang. Tại đây, Việt chỉ trao đổi với Tuấn, Công ty Việt Á sẽ thực hiện vai trò kỹ thuật của Công ty Phan Anh, còn việc bán hàng do Công ty Phan Anh thực hiện. Việt Á sẽ hỗ trợ CDC Bắc Giang trong việc cử nhân viên kỹ thuật và máy xét nghiệm để nâng công suất xét nghiệm. Quá trình Việt Á chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Công ty Phan Anh, Việt làm việc và cho Phan Thị Khánh Vân, chị ruột Phan Huy Văn, số điện thoại của Phan Tôn Noel Thảo, kế toán trưởng Công ty Việt Á, để đối chiếu số lượng đơn hàng, chốt số tiền phần trăm chiết khấu thực tế. Theo yêu cầu của Vân, Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ Công ty Việt Á đã sử dụng tài khoản cá nhân để 7 lần chuyển gần 50 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng giữa Công ty Phan Anh và Việt Á cho Vân. C03 làm rõ, sau khi nhận tiền, Phan Thị Khánh Vân đã nhờ người thân đứng tên để gửi tiết kiệm hơn 25 tỷ đồng. Vân đã đưa cho Lâm Văn Tuấn hai sổ tiết kiệm tổng trị giá 5 tỷ đồng. Sau khi biết C03 khởi tố vụ án, Lâm Văn Tuấn đã trả lại Vân hai sổ tiết kiệm trên. Ngày 23 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết liên quan đến một học sinh bị bạn hành hung tập thể không thể thi vào lớp 10. Ủy ban Kiểm tra huyện đã yêu cầu lãnh đạo trường trung học cơ sở Hưng Thủy kiểm điểm. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Lệ Thủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định của đảng đối với chi ủy chi bộ trường trung học cơ sở Hưng Thủy. Ông Võ Huy Thuật, bí thư chi bộ, hiệu trưởng, bà Võ Thị Hòa, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng. Kết quả cho thấy tập thể lãnh đạo nhà trường chưa có giải pháp hữu hiệu, đủ mạnh để giải quyết triệt để vấn đề. Một số học sinh khối 9 trong trường xích mích, gây gỗ, đánh bạn nhiều lần, chưa kịp thời báo cáo cho đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thủy để chỉ đạo giải quyết. Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Lệ Thủy cho rằng những hạn chế khuyết điểm vi phạm này chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Lệ Thủy đã yêu cầu chi ủy chi bộ, bí thư chi bộ, hiệu trưởng và phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Mới đây, trang tin Rappler của Philippines đã đăng bài viết ngày 20 tháng 8 phản ánh việc tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi do công ty cổ phần AVAC Việt Nam sản xuất đã khiến hàng loạt đàn heo tại một trang trại mang tên BT Indo Tirasuaga trên đảo Pulau Pulen, Indonesia bị chết. Rappler dẫn lời một nguồn tin chưa xác thực rằng sau 6 tuần tiêm chủng, tỷ lệ heo chết tại trang trại ở đảo Pulau Pulen đã tăng chóng mặt cho đến khi tổng đàn chỉ còn lại khoảng 20%. Rappler cho biết việc tiêm vaccine của công ty AVAC Việt Nam khiến đàn heo chết, làm cho trang trại BT Indo Tirasuaga thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ. Sau khi có thông tin này, ông Nguyễn Văn Điệp, tổng giám đốc công ty cổ phần AVAC Việt Nam, đã chính thức có thư gửi bà Pinky Bitopiano, giám đốc điều hành công ty KBB Powers Commodities, khẳng định cho tới thời điểm ngày 20 tháng 8, công ty AVAC Việt Nam chưa xuất khẩu bất cứ liều vaccine dịch tả heo châu Phi nào sang Indonesia. Ông Điệp cũng xác nhận với công ty KBB Powers Commodities của Philippines rằng vaccine của công ty này chưa từng được bán hoặc vận chuyển đến bất cứ trang trại nào có tên PT Indo Tirasuaga như được nhắc đến trong bài viết trên trang Rappler. Thông tin trang trại PT Indo Tirasuaga
vì thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ do vaccine của AVAC Việt Nam là hoàn toàn không thể tin được. Vì tới nay, công ty AVAC Việt Nam vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin thiệt hại nào, cũng như tố tụng liên quan đến thiệt hại hàng triệu đô la Mỹ như vậy. Thông tin từ đồn biên phòng Quan Lạng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 22 tháng 8, đội tuần tra kiểm soát đồn biên phòng Quan Lạng thực hiện tuần tra vùng biển huyện Vân Đồn. Khi đến khu vực Gót thuộc thôn Yến Hải, xã Quan Lạng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện một xuồng máy di chuyển theo hướng từ vùng biển huyện Cô Tô đến thành phố Cẩm Phả có dấu hiệu nghi vấn. Phương tiện do ông Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1979, trú tại khu 2, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, điều khiển. Thời điểm kiểm tra, trên xuồng máy đang vận chuyển 83 lồng nhựa màu đen, mỗi lồng chứa 165 con gà, vịt con, tổng cộng khoảng 14.000 con. 70 lồng nhựa màu vàng, mỗi lồng chứa 270 quả trứng, tổng cộng khoảng 19.000 quả. Qua điều tra, ông Hoàng khai nhận, ông được một người đàn ông tên Bác thuê vận chuyển số hàng trên từ vùng biển Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đến vùng biển tỉnh Thái Bình. Toàn bộ số gà, vịt giống và trứng đã được tiêu hủy công khai trong chiều ngày 22 tháng 8, đồng thời hoàn thiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ trong một tháng trở lại đây, khoa mắt của bệnh viện đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp, trong đó có 10-20% trẻ gặp biến chứng nặng như có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc, trầy xước giác mạc. Thạc sĩ Lưu Quỳnh Anh, Phó trưởng khoa mắt Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, bệnh viêm kết mạc cấp hay còn gọi là đau mắt đỏ là tình trạng viêm phần lồng trắng trong suốt của mắt. Bệnh thường xuất hiện vào mùa xuân hè, dễ lây lan thành dịch. Bệnh thường khởi phát từ 3-7 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh, triệu chứng bao gồm xung huyết kết mạc, đỏ mắt, kích thích chảy nước mắt, mắt có nhiều gàn rỉ. Ở trẻ nhỏ có thể đi kèm triệu chứng viêm mũi, họng, viêm đường hô hấp, sốt. Cục phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế ngày 22 tháng 8 đã thông tin chính thức về việc nhóm bông hồng đen, văn phòng ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng lấy mẫu máu của nhiều học sinh để xét nghiệm HIV. Trên cơ sở báo cáo của địa phương, việc nhóm bông hồng đen triển khai cung cấp một số dịch vụ phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng là phù hợp với chủ trương đã nêu tại Chiến lược Quốc gia về chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Việc xét nghiệm HIV tại cộng đồng không có nguy cơ làm lây nhiễm HIV từ người xét nghiệm HIV sang người được xét nghiệm HIV. Tuy nhiên, Cục Phòng chống HIV/AIDS cũng thống nhất kiến nghị của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Phòng về việc tạm dừng hoạt động của nhóm bông hồng đen để thu thập thông tin xác minh sự việc xảy ra vừa qua. Đề nghị Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng là đơn vị chủ dự án và nhóm bông hồng đen, cầu vồng đen, rà soát các quy trình của dự án để đảm bảo việc kiểm soát các tổ chức cộng đồng thực hiện đúng các hướng dẫn của dự án và các quy định chuyên môn đối với hoạt động tại cộng đồng. Chiều ngày 22 tháng 8, một kho kinh doanh trái phép khí N2O vừa bị đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Đống Đa và đội Quản lý Thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện và triệt phá sau khi kiểm tra đột xuất một địa điểm tập kết tại phường Thổ Quan, Đống Đa. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ khoảng 70 bình khí N2O các loại. Tổng trọng lượng khí N2O là 140kg tại kho, do Đỗ Quốc Vượng, sinh năm 1989, trú quận Đống Đa làm chủ. Vượng khai nhận, số bình khí N2O này được thu mua trôi nổi trên mạng xã hội với giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Sau đó, đối tượng bán lại với giá từ 600.000 đồng đến 700.000 đồng để hưởng chênh lệch. Bóng cười là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là N2O. Loại khí này khi hít vào, có khả năng tác động mạnh lên một điểm của hệ thần kinh gây cười, tạo cảm giác sảng khoái cho người sử dụng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên sử dụng N2O, có thể gây ra các rối loạn như cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi đứng loạng choạng, rối loạn khí sắc, trí nhớ, hạ huyết áp, thiếu máu.